Chào mọi người nha, chào tất cả anh em đồng nghiệp thân mến. Rồi hôm nay có nhận cái đơn hàng của anh Nguyễn Hoài Nam nè. Anh ở huyện Vùng Trôm, tỉnh Bến Tre ha. Nay mình khui đơn hàng ra để xem bên trong là gì. Chứ có một cái đơn hàng của anh Cường ở bên mà đại hôm qua anh lấy cục cái máy với cục sạc bị lỗi rồi, mình sẽ ráp cho anh cái cục sạc khác ha. Rồi giờ mình khui cái đơn hàng của anh Nam ha. Khui đơn hàng của anh Nam bên trong là cái máy gì? Sửa chữa hay là nâng cấp gì đây? Đây nha anh em. Mình sẽ mở máy ha. Để quay nào, chắc quay sắp. Hình như anh Nam cũng hôm bữa có nhắn tin Zalo cho mình. Trời, 16 phép hai biến áp mà giờ chạy có một cái biến áp à. Giờ tính ra cái máy này chạy có một cái biến áp E42 à. Không khác gì như máy 8 thôi. Rồi cảm bể luôn. Rồi cái này mình kiểm tra rồi mình liên hệ cho anh ha. Rồi. Rồi để mình test luôn. Test coi máy nó có bị chết phép bị gì không. Máy không có bị chết phép mà. Máy chạy bình thường nha. Rồi để mình coi tình trạng máy cần sửa những gì. Rồi mình tiếp tục cái máy của anh Nam nãy nha. Đây nè, mình mở cái máy ra nè. Rồi nguyên cái máy không có một con phép chống ngựa luôn. Thấy về thua luôn rồi. Trời ơi coi. Không có con vét chống ngựa luôn. Cái này cho mình gọi lại mình báo cho anh quá. Rồi tiếp tục nha mọi người. Máy của anh Nam ha, mình đã làm xong rồi ha. Thì mình quay từng đoạn từng khúc cho anh em xem ha, rồi mình ghép lại thành một clip. Thì cái máy của anh thì mình gỡ những cái đồ này ra nè, cảm nè. Cảm nó bị bể mà cảm quấn ha, dây nhỏ xíu. Rồi. Tụ biến áp
máy của anh thì mình làm rồi, mà đường mạch mình đã kéo kéo lại đường mạch cho anh ha. Còn máy của anh thì nó bị chết một con phét nha. Mình thay cho anh một con phét đây. Nói chung phét này là cũng là phét lưng động thôi. Nó tại vì một con nó mẹ bạc, một con không mẹ rồi. Máy của anh thì mình đi lại đường mạch rồi ráo nha. Đó, ok rồi ráo nha. Rồi mình hàng cho anh thêm 10 con phét chống ngược nữa nè. 2 4 5 10 con. Nói chung là cái máy của anh mình làm lại tất cả nha. Đó, mình cái này mình quay từng đoạn á, để nói cho anh em biết là anh em đòi anh em cứ nói mình làm máy mắc với độ mắc, thì theo anh em nghĩ thì giờ như cái máy này làm mình trước khi mình làm mình đã thông báo cho anh á là mình quấn lại hai miếng áp thôi, làm lại phần bâm với cái này cái kia thôi, tầm khoảng 700-800 ngàn gì à. Đó là không có thay dây nguồn, mà bây giờ mình làm cho anh mình thay dây nguồn đó, làm lại tất cả ráo chỉ còn hai con phét thôi ha, ý là còn hai dàn phét. Rồi mình đi lại dàn mạch đồ đầy đủ cho anh hết ráo, làm lại phần trọng xung rồi này nữa đó, với tính tiền công nữa thì ngoài 1 triệu nha anh em. Bây giờ anh em nó mắc thì 1 triệu thôi. Ngoài 1 triệu bây giờ cái gì giá cả cũng lên á, anh em nói mắc đành phải chịu thôi ha. Nói chung là máy nó còn giữ lại được 3 con SR này. Còn tụ nữa, tụ mình tháo ra mình chưa cho anh em xem. Mình luyện hướng nào mình không biết nữa. Nói chung là máy này làm lại tất cả ráo rồi. Rồi, giờ mình tạm ngưng, mình vào học. Là mình test, mình hướng dẫn anh sử dụng ha. Rồi, tiếp tục nha. Rồi, máy của anh mình đã vào học luôn rồi nha. Đây. Rồi, thì phần mặt phía trước cọc cọc đỏ, cái này thì ra giật ha, còn hai nút này là chỉnh nút đỏ, chỉnh mạnh yếu nè, chỉnh tần số ha, nút này chỉnh trọng duty và có kết hợp cái công tắc bật tắt ha. Bật lên là duty mỏng nè, từ từ dày ha. Theo chiều kim đồng hồ là mạnh nhất, ngược theo chiều kim đồng hồ là yếu nhất ha. Rồi bây giờ mình test ha. Thì máy của anh có dây cò bóp rời ở ngoài, thì lát hồi mình gắn lại cho anh, về anh đấu nối vô ha. Nói chung cái máy này làm toàn bộ đó rồi, hơi tốn kém nha, nhưng điều làm về là bảo đảm nha, là đánh ngon rồi đó. Cái công sức cũ của nó thì nó tầm khoảng 600W à, 600-650W thôi ha. Thì giờ bây giờ thêm một cái biến áp vô nữa thì công suất nó lên sẽ gấp đôi ha, khoảng 1200W ha, 1200 đến 1300W á, mình canh khoảng 1200W thôi. Tại vì anh đánh lóc trê với tôm thôi à, còn không cần thiết mạnh cho mấy ha. Nói chung là đánh tiết kiệm bình mà hiệu quả. Rồi, đây là mức thấp nhất nè. Mình chỉnh tần số vừa hợp lý thôi ha. Và bật lên cộng xung nè. Duty mỏng nha anh em nhớ duty này là kết hợp với tần số nha. Còn mà cái trộn không sụt áp là nó khác nha. Kim chết duty là nó khác nha. Kim chết duty là trộn kiểu đó là không phải gọi là trộn duty nha. Nè, kết hợp với tần số là tần số nhỏ hơn nữa nè. Không. Tăng từ từ lên nè. Nếu mà anh em biết cách chỉnh, anh em là chỉnh vô quen về, anh em chỉnh hai nút này là đánh nó sẽ ok ha, cá nổ rất là đẹp luôn. Ở về anh đánh lốc trê khoảng hướng 1 giờ 2 giờ thôi, lúc này dặn mát duty hoặc là giảm lại bớt, ở cá nó chạy thì mình tăng tần số lên. Rồi mình test chống chập vợt luôn. Máy của anh thì có lúc trước không có chống chập vợt nha, bây giờ mình làm cho anh có chống chập vợt đầy đủ đây ha, rất là ok nha.
Còn máy anh là lúc trước là không có nha. Đó, máy chạy rất là mát nha. Đó. Đây à. Test lại cho anh em xem. À. Rồi, thì anh em nào cần thì nâng cấp máy, sửa chữa máy, độ máy gì đó thì liên hệ mình ha, với số chính là 0799933977 ha, gặp mình tên gì đó. Còn anh em nào nói chê mắc rẻ thì đó, anh em thấy cái máy này ha, tiền nào vải đó thôi. Rồi, em chào tạm biệt mọi người nha.